Xin chào cô chú anh chị nha. Bây giờ kênh Nhà Đất Việt Nam sẽ quay một căn nhà mặt tiền đường bờ kênh thủy lợi. Đây, cái kênh ở trước nhà nước trong veo luôn cô chú anh chị. Ở dưới đây nè, cá rô phi nhiều lắm. Chiều chiều mát mát á, ra ngồi câu cá thư giãn rồi nha. Thì cái vị trí của nhà nè là kế bên chợ An Cơ và kế bên ủy ban xã An Cơ. Ở đây là huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Đây, căn nhà đang cần bán nè, mặt tiền đường bờ kênh luôn nha cô chú anh chị. Thì chỗ này chỉ cách cái đường tỉnh lộ 788 á, là có 200 m thôi. Ra tỉnh lộ, quẹo trái là chợ, còn quẹo phải là ủy ban xã, có ngân hàng Agribank luôn. Chỗ này là kế bên ba cái trường học nha, mẫu giáo cấp 1, cấp 2. Đường bờ bên đây là đường đất nè. Còn phía bờ bên kia là cái đường nhựa. Đó, bên kia cây chuối là đường nhựa nha. Thì nhà này là hướng Tây nha cô chú anh chị. Chiều ngang đúng 5 m và chiều dài là 51,5 m. Tổng diện tích là 260 m² và có 80 m² là thổ cư nha. Còn lại 180 là cây lâu năm. Đây, nhà có mái che ra tới ngoài luôn nè. Có cổng, có hàng rào đồ hết nha. Cách chợ, cách ủy ban xã là khoảng chừng 500 m thôi. Cách ngân hàng, rồi những cái trường học, trạm y tế, cây xăng cũng là 500 m thôi cô chú anh chị. Nói chung vị trí này là kế bên trung tâm của xã nha. Ngoài chợ An Cơ là có Bách Hóa Xanh luôn. Thì bây giờ em Nhung nè bán căn nhà này với giá 410 triệu. Cô chú anh chị muốn mua thì liên hệ em Nhung nha. Định vị Google Maps thì Tấn sẽ ghim cái đường link để trong phần mô tả. Địa chỉ ở đây là ấp An Lộc, xã An Cơ, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Bây giờ Tấn quay là buổi chiều nha cô chú anh chị. Đây, nền lát gạch men. Ở ngoài mặt dựng là sơn màu xanh nè. Cái hàng ba phía trước á, là bên trên là khung sắt luôn ha. Và nhà này là có làm cái gác bên trên nữa nha cô chú anh chị. Đây, cái gác khung sắt bên trên nữa nè. Thì cô chú anh chị xem căn nhà này á, chúng ta mua lại nè, có thể tân trang, sửa chữa, làm cho mới lại để ở ha. Ví dụ như chúng ta có thể sơn lại nè. Tại vì nước sân tường á, nó bị úa màu rồi. Đó, mình có thể sơn lại. Rồi mình có thể là la phong thêm ha, cho nó mát mẻ. Hiện tại bên dưới là một phòng ngủ. Rồi bên trên gác là một chỗ ngủ nữa. Phòng khách thì có 2 cửa sổ 2 bên nè. Nhà hướng chánh Tây luôn nha cô chú anh chị. Ngay hành lang cũng có cửa sổ nè. Rồi, phòng ngủ ha. Có cửa sổ luôn. Cái gác bên trên á thì cái khung nè, bằng sắt nè. Cái diện tích đất là tới 260 m² lận, nhưng mà chủ nhà xây cái nhà nhỏ cô chú anh chị, xây gọn. Đó, chúng ta có thể là tận dụng nhà này tiếp tục ở hoặc là chúng ta xây mới luôn cũng được nha. Đây, khu vực nhà bếp nè, ngay bếp có cửa sổ luôn. Sàn nước đầu là ở đây nè. Và cái sân sau thì sẽ rất là rộng nha cô chú anh chị. Tại vì chiều dài đất á, là tới 51,5 m lận. Nhà tắm, toilet đều là ở sau nè. Có ranh giới á, có hàng rào kẽm gai rồi nè. Nói chung là ranh giới rõ ràng. Ở sau đây là có làm cái ao nuôi cá. Rồi có mấy cây dừa nữa nè cô chú anh chị. Nhà cửa hàng xóm dân cư xung quanh nha. Đó, hàng xóm kế bên. Bồn nước nè. Bây giờ Tấn đi lên cái gác cho cô chú anh chị coi luôn nha. Cái cầu thang đi lên là bằng sắt. Thì vị trí Google Maps của nhà Tấn sẽ ghim cái đường link để trong phần mô tả nha cô chú anh chị. Nhà đất này á, được cái là cái diện tích đất nó bự. Nhưng mà chủ người ta xây cái nhà nhỏ ha. Cho nên là bây giờ cái giá bán là cũng rẻ luôn, 410 triệu thôi. Đó, thì cô chú anh chị có thể tân trang, mình sơn sửa đồ lại, làm thêm lại cho nó đẹp. Hoặc là chúng ta xây mới luôn. Đó, diện tích đẹp mà. Diện tích này là có thể làm được nhà vườn nha cô chú anh chị. Bây giờ Tấn quay sổ hồng cho cô chú anh chị coi nha. Đầu tiên mình coi cái sơ đồ nè. Thì nhà đất này là hướng chánh Tây nè cô chú anh chị. Mặt tiền, đường bờ kênh. Cái kênh này là kênh thủy lợi, là lấy nước từ hồ Dầu Tiếng á. Kênh này có tên là TN25. Thì chiều ngang đất nè là đúng 5m nha. Ở trước 5, ở sau cũng 5 luôn. Còn chiều dài á là 51,5 m. Đó, nhìn vô sơ đồ rất là dài và rất là đẹp luôn ha. Thửa đất số 192, tờ bản đồ số 35. Địa chỉ ấp An Lộc, xã An Cơ, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích đất là 260 m². Đã có sẵn 80 m² thổ cư nha. Còn lại 180 á, là đất cây lâu năm. Ghi chú thửa đất có 35,5 m² thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình, kênh TN25. Tấn nhắc lại cái giá bán nha cô chú anh chị, 410 triệu. Bây giờ Tấn đọc số điện thoại của em Nhung để cô chú anh chị liên hệ mua nhà nha. 0378 012 852, 0378 012 852, 0378 012 852. Gặp em Nhung. Đây cô chú anh chị coi lại cái kênh TN25, mặt tiền của nhà nè. Đó, nước trong xanh luôn. Ở dưới đây cá rô phi nhiều lắm nha cô chú anh chị. Chiều chiều mát mát ra ngồi câu cá thư giãn tuyệt vời luôn á. Thì cái bờ bên đây đường đất, còn bờ bên kia là đường nhựa kìa. Đó, qua mấy cái cây này là đường nhựa rồi đó. Rồi hàng xóm phía đối diện nè. Nhà này là hướng Tây, tức là hướng mặt trời lặn là hướng này luôn nha cô chú anh chị. Hướng về mặt trời lặn á. Đây, xích vô trong là nhà cửa hàng xóm bên trong nữa nè. Định vị Google Maps của nhà thì Tấn sẽ ghim cái đường link để trong phần mô tả nha. Đây, căn nhà đang cần bán 410 triệu. Thì cái đường bờ kênh ở trước nhà nè. Đó, hiện tại là ô tô hay là xe tải nhỏ đầu ra vô thoải mái nha cô chú anh chị. Bây giờ Tấn sẽ chạy từ nhà ra 200 m là đường tỉnh lộ B88, quẹo phải là Ủy ban xã, ngân hàng với lại 3 cái trường học. Còn quẹo trái á, là chợ An Cơ, Bách Hóa Xanh rồi đi vô thành phố Tây Ninh. Cái chỗ này cách thành phố Tây Ninh á, là đúng 15 cây. Còn cô chú anh chị đi từ bến xe An Sương, thành phố Hồ Chí Minh lên tới đây á, là đúng 100 cây nha. Đó, cách Sài Gòn đúng 100 cây luôn. Đây, bây giờ Tấn sẽ chạy dọc theo bờ kênh mặt tiền của nhà ha. Cái kênh này được xây xi măng luôn nha cô chú anh chị. Xích ra chút xíu là có nhà hàng xóm đây. Đó, phía bên chiếc xe máy đang chạy là đường nhựa đó. Cái đường bờ bên đó được nhà nước ưu tiên hơn làm cái đường nhựa. Còn đường bờ bên đây hiện tại là đường đất ha. Nhưng mà đường này là xe tải nhỏ rồi vẫn vô ok nha. Khúc này đừng có rải đá mi đâu nè. Thì nhà mặt tiền bờ kênh như thế này á, thứ nhất là phong thủy tốt, và thứ hai nữa là mát mẻ nha cô chú anh chị. Có chỗ ngồi câu cá rồi, rất ok nha. Nước kênh á, là nước thủy lợi, sạch sẽ lắm. Rồi từ nhà chạy ra đúng 200 m là đường tỉnh lộ 788 nè cô chú anh chị. Đó, đường tỉnh lộ luôn nha. Thì quẹo phải là Ủy ban xã, còn quẹo trái là chợ An Cơ, Bách Hóa Xanh. Đây, tỉnh lộ nè. Bây giờ Tấn sẽ quay từ Ủy ban xã chạy về chợ cho cô chú anh chị coi nha. Rồi, bây giờ là 6 giờ chiều luôn nha cô chú anh chị ơi. Quay xong nhà là gần tối luôn nha. Đây, tỉnh lộ 788 nè. Bây giờ Tấn sẽ quay từ khu vực Ủy ban xã chạy ngược về chợ, chạy về thành phố Tây Ninh nha. Đó, cái hướng này là đi về thành phố Tây Ninh nè. Thì ngay khúc này là trạm y tế, rồi bên trái là Ủy ban xã nè, rồi ngân hàng Agribank, và bên phải là 3 cái trường học luôn, mẫu giáo cấp 1, cấp 2 luôn. Ngân hàng đây ha. Đó, từ nhà ra ủy ban ra ngân hàng này là có 500 m thôi. Rồi trường mẫu giáo cấp 1, cấp 2, trạm y tế cũng có 500 m thôi. Khu vực này cây xăng đồ nhiều lắm. Rồi nhà nghỉ nè, chỗ karaoke nè, quán cà phê, trà sữa. Nói chung là tiện ích đầy đủ. Có hồ bơi nữa nè cô chú anh chị. Ở trước nhà là có cái hồ bơi dài mấy chục cây số đó, cái hồ bơi được xây xi măng là cái dòng kênh thủy lợi đó cô chú anh chị, nước sạch giống như hồ bơi vậy đó. Ngay mặt tiền nhà là bờ kênh ha, mát mẻ. Đây thì từ ủy ban xã mình quay ngược về chợ đây cô chú anh chị ơi. Bên trái có cái hội chợ nè, thì đây chính là bờ kênh đó, bờ kênh TN25. Đầu đường quẹo vô nhà là có bảng nhà nghỉ Lan Anh nè. Đây, đường mặt tiền của nhà này cô chú anh chị là cái đường bờ bên bảng nhà nghỉ Lan Anh này luôn. Thì từ ngoài tỉnh lộ B88 này đi vô 100m đó, là cái nhà nghỉ bên tay phải. Rồi đi thêm 100m nữa là tới căn nhà đang cần bán. Đó, cách nhà, cách 100m là có cái nhà nghỉ nha. Nếu cô chú anh chị đi hướng từ thành phố Tây Ninh lên á, thì cái đường bờ kênh quẹo vô nhà là bên tay phải luôn. Thành phố Tây Ninh lên là quẹo phải vô nha. Còn giờ Tấn quay từ ủy ban xã chạy về á, cho nên nó là bên tay trái. Rồi tới khu vực chợ luôn nè cô chú anh chị ơi. Chợ An Cơ đó, có Bách Hóa Xanh luôn nha. Ở khu vực này có một số cái công ty xí nghiệp rồi đó. Đây, chợ An Cơ có Bách Hóa Xanh nè. Đi thẳng cái hướng này 15 cây số là thành phố Tây Ninh. Ở đây cách Tòa Thánh Câu Đài là khoảng 20 cây, cách núi Bà Đen là 25 cây. Còn cách Bến Xe An Sương thành phố Hồ Chí Minh là đúng 100 cây nha. Tấn sẽ kết thúc video clip này tại đây. Chúc cô chú anh chị mua được bất động sản như ý. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video. Nhớ bấm đăng ký để ủng hộ kênh. Liên hệ quay clip nhà đất Zalo 0339 120 133.